Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu về tàu sân bay của Ấn Độ INS Vikramaditya. Đây là một trong những tàu sân bay lớn hiện đại nhất của nước này, được hoán cải từ tuần dương hạm Baku của Nga. Tàu sân bay Vikramaditya dài 283m, rộng 51m, có trọng lượng giãn nước 45.000 tấn. Tàu sân bay INS Vikramaditya được đưa vào phục vụ Hải quân Ấn Độ vào năm 2013. Tàu sân bay INS Vikramaditya thay thế tàu sân bay duy nhất hiện đang hoạt động trong hải quân Ấn Độ là tàu sân bay INS Virat. Trong quá khứ, loại tiêm kích duy nhất của Ấn Độ hoạt động được trên tàu sân bay INS Vikramaditya đó là MiG-29K, cũng là loại tiêm kích do Nga sản xuất. Ngoài ra, tàu còn có thể mang theo trực thăng cảnh báo và chỉ huy KA-31, trực thăng săn ngầm KA-28 trực thăng Westland WS-61 Sea King. Giống như nhiều tàu sân bay khác do Liên Xô sản xuất, INS Vikramaditya cũng có vũ khí khá hùng hậu, bao gồm tên lửa phòng không Barak-1, Barak-8, 4 tổ hợp pháo phóng nhanh AK-630, số lượng thủy thủ, phi công và nhân viên phục vụ trên tàu tối đa là 1.610 người. Nhưng từ khi đi vào hoạt động, con tàu này cùng với phi đội tiêm kích MiG-29K không được như kỳ vọng. Dự án tàu sân bay tự đóng thì liên tục trễ hẹn do vướng mắc về công nghệ, khiến Ấn Độ phải quay sang siêu tàu sân bay USS Kitty Hawk với niềm tiếc nuối vô hạn.